Có một bạn comment rằng là: thầy ơi, hạ tam tai và thái tuế thì cái nào nặng hơn? Thực ra nó rất là khó có thể là so sánh được về hai cái vận hạn này. Tuy nhiên là trong dân gian thì người ta vẫn thường có một câu đó là 3 năm tam tai thì không bằng 1 năm thái tuế. Các bạn hình dung là nếu như hạn tam tai thì là nó sẽ chia đều trong 3 năm. Tuy nhiên là hạn thái tuế thì ảnh hưởng trực tiếp trong 1 năm. Vì vậy mà tất cả những cái trường khí xấu nhất, những cái trường khí mà hung hại nhất thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những con giáp bị hạn thái tuế. Đặc biệt là trong năm tới là có 5 con giáp là Tý, Ngọ, Mão, Dậu và Thìn. Đấy, vì vậy mà khi mà ảnh hưởng bởi thái tuế, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến sức khỏe này, đến công việc, đến cái vận trình của những con giáp này. Đấy, vì vậy mà khi mà chúng ta biết là chúng ta bị hạn thái tuế trong năm tới, đặc biệt là đối với năm con giáp là Tý, Ngọ, Mão, Dậu và Thìn, thì các bạn nên mang bên mình một cái kim bài thái tuế để hóa giải bớt đi vận hạn, để cho cái vận trình của chúng ta nó được thuận lợi và hành động hơn nhá.